Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phân lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 11 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái dòng hàng lan đẹp đang nụ hoa để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết hoa xuân cực kỳ là rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là kiếm hồng hoàng, cái dòng lan mà có thể sổ rất là nhiều những cái mặt bông với sắc màu khác nhau. Cái giá là 180.000 cho 1 kg với 150.000 cho 2 kg luôn cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, là cái dòng đai châu rừng bắc trụ, phải nói là hàng lô hàng về siêu nụ cô chú anh chị nhé. Mỗi một cây rơi vào 2-3 cần nụ trở lên cô chú anh chị, nhìn cho em như cây này là rơi vào 3 nụ luôn này cô chú anh chị này. Đấy, vừa nụ vừa rễ mọc chi chít luôn. Nói chung là những cái cây to thì có thể rơi vào 3 nụ và cây bé bé thì cũng sẽ có ít nhất là 1 nụ rồi cô chú anh chị ạ. Cây hàng bản lá đanh và ngắn cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đấy, hàng rất là sai hoa. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái mùa hoa, phải nói là mùa hoa Tết đẹp một cách trọn vẹn từ những cây châu rừng xinh đẹp này. Với giá em bán chỉ có 300.000 cho 1 kg thôi em. Và 1 kg thì nó sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 5 cây cô chú anh chị nhé. 2 cho đến 5 cây. Đó, với giá 300.000 cô chú anh chị về có thể lấy một cây về ghép trụ hay là trồng chậu thì đều vô cùng là đẹp. Và sang bên này đây sẽ là những cây giáng hương tam bảo sắc ạ, một cái dòng hàng quốc dân. Hoa thì thơm nức nở luôn, giá chỉ có 140.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Bây giờ cô chú anh chị ghép để sang xuân mình có những cái giò lan tam bảo sắc thơm nức ở khắp xung quanh vườn rồi. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo phần này giúp em này. Em có 3 phần ạ. Em đây gọi là phần số 3 đi ạ. Phần số 3 có 5 cây rất là to, đủ một giò rất là đẹp luôn. Giá có bao nhiêu ạ? 50.000 thôi ạ. Phần số 2. Phần số 2 này là có 6 cây cũng lớn này cô chú anh chị này. Phần số 2 6 cây cũng khá là lớn với giá cũng 50.000 và phần số 3 là có đến 10 cây luôn. Thì giá cũng chỉ có 50.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cây đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Hàng thì cắt tỉa khá là kỹ luôn cô chú anh chị nhé. Gà tròn vùng Cao Bằng thân thì nhìn như là cái gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa mắt nhung đen đẹp tuyệt vời luôn. Chuẩn mặt bông gà tròn, và đã ai đã từng được thưởng thức cái mặt bông của gà tròn vùng Cao Bằng chắc chắn là đều có một cái cảm nhận rằng là ít có mặt nơi nào có mặt bông đẹp như là gà tròn vùng Cao Bằng lắm ạ. 180.000 cho 1 kg gà tròn vùng Cao Bằng nhé. Và sau bên này đây ạ là hoàng thảo vẩy rồng, cái dòng lan có sức sống rất là mãnh liệt. Với những rề hoàng thảo vẩy rồng sẽ cho những chùm hoa vàng rực rỡ mùa xuân. 100.000 cho 1 kg. Và bên này đây sẽ là dòng nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng cũng với giá chỉ có 100.000 cho 1 kg ạ. Cây lan bây giờ cô chú anh chị về trồng ghép là sang xuân mình có những cái giò lan với những bông hoa trắng không tì vết và hoa rất là to để thưởng thức rồi ạ. Bên này đây sẽ là giáng hương quế tím này cô chú anh chị này. Những cây quế tím cái mùi hương có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Với cái hương, với cây quế tím với cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp ạ. Em bán với giá là 140.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg nhé. Và sau bên này là một cái lô hoàng phi hạc, nhìn rất nhiều thân tơ. Cái hàng bây giờ đã xuống hết lá rồi, thân căng mướt đẹp như vậy này. Em bán hoàng phi hạc với giá là 100.000 cho toàn bộ lô này, về cô chú anh chị làm được một giò to huỳnh luôn. Và sang bên này đây em có cái dòng lan hài dâu xanh ạ, xanh mướt luôn. Với những cái cây bản lá ngắn to và rất là đẹp luôn này. Hài dâu xanh 100.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,5 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có 3 lô hoàng thảo hoàng lạp này. Đây là một rề, nguyên một rề hoàng lạp ạ. Nguyên một rề hoàng lạp này em xin phép được bán với giá là 90.000 cho cái rề hoàng lạp này. Cô chú anh chị về làm một cái giò rất là đẹp luôn. Cái rề hoàng lạp này chắc chắn cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan cực kỳ là đẹp ở thưởng thức mùa xuân. Nhìn cây như thế này thôi nhưng mà khi mà về chắc chắn là nở hoa cực kỳ là đẹp. 90.000 cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo, hình số 2 ạ. Nhanh tay sưu tầm cái rề này quá đẹp luôn, hình số 2. Với giá là 60.000 đi, và hình số 3 cũng là 60.000. Đấy, mỗi một lô hoàng lạp như vậy được một giò lan rất là đẹp luôn.
Và sang bên này đây ạ, là những cái giò địa lan siêu đẹp luôn cô chú anh chị này, với những cái cần hoa cao vút và cực kỳ là đẹp, với những cái bông hoa rất là to. Và có trước mặt cô chú anh chị đây chính là cái dòng địa lan ruby đỏ ạ. Độ bền của dòng ruby đỏ này sẽ là trên 2 tháng cô chú anh chị nhé. Độ bền trên 2 tháng ạ. Và những cây ruby đỏ hiện tại là cây đang bắt đầu là chuẩn bị chúm chím nở. Chúm chím nở, và em thấy rằng là nó không chỉ có những cái nụ cao vút này, mà nó còn có cả những cái nụ mới bắt đầu chuẩn bị nhú lên nữa cô chú anh chị này. Nên là bởi vì là những cái cây, mỗi một cái giả hành của cây ruby đỏ đây này, có những cái cây thì cái nụ, có những cái nụ nó vừa bắt đầu chớm lên nữa. Nên nói chung là mỗi một cây hiện tại là ta sẽ có ít nhất là hai cái cần hoa rất là cao và rất là đẹp ạ. Đây ạ, dòng địa lan ruby đỏ, khi mà ở chỗ ngoài đủ ánh sáng thì cây hoa nó sẽ đỏ rực rỡ như thế này cô chú anh chị nhé. Nhìn cực kỳ là đẹp luôn khi mà chụp ở ngoài đủ ánh sáng ạ. Cái mặt bông ruby đỏ rất là đẹp luôn. Và với những cái bông hoa rất là to cô chú anh chị nhé. Những cái bông hoa rất là to và cánh cực kỳ là dày, nên là những cái bông hoa này nó sẽ rất là bền ạ. Và đây ạ, một cái chậu địa lan ruby đỏ với những cái quần hoa cao vút và mặt hoa đẹp đỏ rực rỡ và xuất sắc như thế này. Với giá em bán chỉ có 260.000 cho một cái chậu địa lan ruby đỏ này thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan mà cô chú anh chị có thể cực kỳ là đẹp. Đấy. Cực kỳ là đẹp, với cô chú anh chị có thể uốn cong tạo cái dáng cho những cái bông hoa này đều đẹp này. Tại vì là cái cần hoa của nó cao lắm cô chú anh chị ạ. 260.000 cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trên 2 tháng cô chú anh chị nhé. Và thêm vào đó cô chú anh chị có một cái cây giống lan rất là tuyệt vời ạ. Cây giống lan màu sắc hoa đỏ rất là tuyệt vời luôn. Và bên này thì em có duy nhất một cái chậu lan đôi cánh thiên thần luôn. Đôi cánh thiên thần thôi ạ. Cái mặt bông này thì ở bên ngoài nhìn rất là đẹp, với những cái cánh hoa hơi vàng cốm và cái lưỡi ánh tím rất là xinh luôn. Cái chậu lan này thì 6 cần hoa, 6-7 cần hoa của chú anh chị nhé. Và cái chậu lan đôi cánh thiên thần này thì em xin phép được bán với giá là 300.000 ạ. 300.000, hoa này thì cũng rất là bền. Đó. Nói chung là cô chú anh chị có thể lấy chậu nào thì cứ báo em. Và đôi cánh thiên thần thì em có duy nhất một chậu thôi, một chậu làm mẫu thôi cô chú anh chị ạ. Còn ruby đỏ thì hàng về rất là nhiều, thoải mái cô chú anh chị lựa chọn. Mỗi một chậu sẽ là hai cần hoa. Và cũng có những cái cần hoa nhỏ bây giờ hiện tại đang tiếp tục là lên cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Cái nụ nào nụ đấy mẩy đều tăm tắp. Và có hơn 200.000 sở hữu ngay một cái giò lan, địa lan ruby đỏ đẹp xuất sắc luôn ạ. Sang bên này đây thì em có những cái cây đai châu Thái này cô chú anh chị này. Cây đai châu Thái này sẽ là hàng chuẩn màu sắc và cây nào hiện tại cũng đều đang nhú nụ cả cô chú anh chị nhé. Cây nó sẽ rơi vào 4 cặp lá và cây nào cũng đang nhú nụ và hàng chuẩn màu sắc ạ. Thì ở đây em có 3 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn, đó là màu em có màu đỏ này cô chú anh chị này. Ngay từ cái nụ của nó đã nhú ra màu đỏ rất là đẹp rồi. 1 2 3 cặp lá. Nói chung là cây thì 3-4 cặp lá, nhưng mà cây nào thì cũng đảm bảo là cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan đẹp thân lá và có nụ để cô chú anh chị chơi hoa Tết nhé. Và đây là một cái cây lan mà có màu sắc mới, đó là màu hồng nhạt cô chú anh chị ạ. Cái cây này sẽ là màu hồng nhạt này, và bên này sẽ là cái màu hồng đậm nhé. Màu hồng đậm hơn. Ngay từ thân của nó cũng đã thể hiện cái màu sắc của nó rồi này. Và đồng giá mỗi một cây trâu như vậy em bán với giá là 30.000 cho một giò. 30.000 cho một cái cây trâu mà hàng chuẩn cây giống. Và cô chú anh chị nhìn đẹp ạ. Những cái cây lan rất là đẹp luôn. Lá căng đẹp mỡ màng và bóng loáng, không có lỗi cô chú anh chị nhé. Cây nào cũng có nụ để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết. Cái giò lan này đó, không chỉ ngắm hoa đẹp mà cái thân lá cũng rất là tuyệt vời. Ba màu sắc em xin phép được nhắc lại, đó là màu đỏ này, màu đây là màu một màu dạ, cái màu hồng này sẽ là màu hồng nhạt này. Còn cái màu hồng bên kia nó sẽ là màu hồng đậm cô chú anh chị nhé. Đây ạ, màu mới này sẽ là một cái màu hồng nhạt như vậy này. Rất là xinh đẹp luôn. Thế thì tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé. Là hàng em sẽ bao chuẩn màu sắc như thế này. Có 3 màu sắc, màu đỏ này, màu hồng đậm này và màu hồng nhạt ạ. Thì mỗi một cây thì em đều bán đồng giá là 130. Và sang bên này đây thì em có những cái cây hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái nụ cực kỳ là khỏe và đẹp luôn này cô chú anh chị này. Mỗi một chậu như vậy là nó sẽ có hai cái cần hoa rất là khỏe và rất là đẹp nhé.
chậu hồ điệp lá viên lá phát tài này với giá chỉ có 60.000 thôi ạ. Một chậu lan như vậy cô chú anh chị sẽ được trưng trong phòng vòng trên 2 tháng. Để trong phòng khách một chậu lan như vậy khi có hai cần hoa nên là khi mà cô chú anh chị chỉ cần một chậu thôi ạ, trưng trong phòng khách hay bàn làm việc cũng rất là tuyệt vời luôn rồi. Cây đang bắt đầu phân nụ. Cây này thì cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cây càng cua. Hiện tại những cây càng cua này vừa đang hoa với sắc hoa đỏ đậm đà nhé. Rất là sáng luôn ạ. Và vừa có cả nụ vừa có cả hoa như vậy ạ. Một chậu to đùng nhiều thân. Em bán với giá chỉ có 60.000 cho một chậu. Và sang bên này đây là những cây dendro với mặt bông cực kỳ là xinh đẹp luôn. Cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm hàng em sẽ bao chuẩn mặt hoa cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị này. Đây là cái mặt bông mà tím phớt hồng ạ. Tím phớt hồng rất là xinh đẹp đấy ạ. Có mùi hương thơm nhé. Tất cả những cây này thì đều có mùi hương thơm ạ. Tím phớt hồng rất là xinh như thế này. Đấy, chậu thì chậu của em ấy thì hiện tại là cây nó đang hoa này, có những cái thân đang hoa, cũng có những cái thân nó tàn hoa rồi và cũng có những cái thân nó đang nụ như thế này. Đấy. Và ngoài cái màu sắc này thì em còn có màu sắc cũng cực kỳ là đáng sưu tầm. Đó là màu trắng không tì vết luôn này, họng điểm một chút vàng thôi. Và cái đặc điểm cái màu trắng này thì cô chú anh chị biết rồi. Cái dòng đen đô trắng này trước đây giá cực kỳ là đắt. Em cũng có cây nó đang có cây là nó đang nở hoa này, cũng có những cái thân nó đang nụ như thế này nhá. Và đồng giá một chậu là như vậy, em bán với giá là 150.000 trong cái chậu đen đô này. Hàng chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào anh chị muốn lấy cái mặt bông tím phớt hồng hay là một mặt bông trắng xinh đẹp ở đây thì có thể báo em sẽ nhặt đúng chuẩn hàng cho cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể sưu tầm những mặt hoa này. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ cá mộc hay còn gọi là hương tử lan ạ. Cái dòng lan mà có bông hoa với sắc tím đẹp một cách bí ẩn luôn. Và đặc biệt là cái mùi hương của nó thực sự là quá là thơm ạ. Một cái chậu như thế này thì nó sẽ có hai cái vòi nụ nhá cô chú anh chị nhá. Độ bền của nó sẽ là rơi vào trên 2 tháng cô chú anh chị ạ. Mỗi chậu lan như vậy sẽ có thể là có một cái cây, một thân đang nở hoa này với một cái nụ này, hoặc là cả hai thân đều đang nụ như thế này. Nói chung là về là cô chú anh chị được thưởng thức ngắm những cái bông hoa cực kỳ là đẹp rồi. Chậu nào chậu đấy cực kỳ rất là khỏe nhá cô chú anh chị nhá. Và đồng giá một chậu như vậy thì em chỉ bán với giá có 140.000 thôi. Thế cô chú anh chị để một cái chậu như thế này trong phòng khách hay là bàn làm việc sáng hôm sau thì đúng là thực sự là khi mà cô chú anh chị có những giò lan như vậy thì cả buổi sáng hôm sau sẽ cả không gian sẽ ướp toàn cái mùi hương thôi cô chú anh chị ạ. Rất là thơm luôn cái dòng hương tử lan này. Đồng giá xin nhắc lại có 140.000 cho một giò nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ là em có những cây địa lan kim long bào lá biên. Cái dòng này thì cô chú anh chị để sang với chậu mới ạ. Đẹp hơn, cái chậu bằng sứ đẹp thì cây này cô chú anh chị ngắm thân lá cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Cái thân rất là khỏe và đẹp như vậy với giá em bán 260.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Và đây là cái mặt bông của cái dòng lan kim long bào lá biên này ạ. Cái dòng lan mà hoa đỏ đậm này, thân lá đẹp này và giá trên thị trường cô chú anh chị thấy là người ta bán trên các trang Facebook giá không dưới 300.000 cho một giò. Đây là một trong những cái dòng lan mà rất là đáng sưu tầm, cái dòng kim long bào lá biên. Đây em bán với giá chỉ có 260 cả cước nữa về cô chú anh chị, chưa đến 300, chưa bằng giá của người ta bán đâu ạ. Còn sang bên này đây thì em có những chậu lan vừa đẹp vừa rẻ đấy ạ. Giả hạt hồng ngọc với giá chỉ có 70.000 cho một giò. Một chậu sẽ rơi khoảng tầm 3 thân hoặc là 4 thân. Nếu như là thân ngắn thì nó sẽ rơi vào 4 thân. Có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Giả hạt hồng ngọc ạ. Và sang bên này đây ạ là em có những cái chậu vũ nữ ngàn sao ạ. Vũ nữ ngàn sao đúng chuẩn như cái tên gọi của nó, chi chít là nụ luôn. Giò như vậy rơi vào 4-5 cần hoa trở lên và chi chít nụ. Đồng giá em bán với giá một chậu như vậy là 140.000. Và mỗi chậu dendro to bự duy nhất, hàng này chắc là sẽ Tết sẽ là một cái giò lan rất là tuyệt vời đây ạ. Cây đứng hết ngọn vào rồi và bây giờ đang chuẩn bị lên mầm con nữa. Với giá em bán là 160.000 cho một chậu vũ nữ, một cái chậu dendro này nhá. Sang bên này đây ạ là cái dòng trầm biên vàng nhá. Cái dòng trầm biên vàng cô chú anh chị này. Đó, cây lá biên đấy ạ, cây lá biên vàng đấy ạ. Và có lẽ thì trong tất cả những cái mặt bông trầm thì có lẽ mặt bông trầm biên vàng này là một trong những mặt bông trầm mà em cảm thấy là nó là mặt bông trầm đẹp nhất trong tất cả cái mặt bông trầm cô chú anh chị ạ. Cái mặt bông trầm biên vàng này, mặt hoa của nó rất là tím nhưng mà không phải tím tối mà lại là tím sáng. Và khi mà nở hoa thì cái lưỡi của nó, lưỡi đỏ và môi tuyết rất là đẹp luôn. Một cái bông hoa trầm phải nói là vô cùng là hoàn hảo. Em nghĩ rằng ai mà đã được ngắm cái mặt bông trầm biên vàng này thì cũng sẽ đều vô cùng là hài lòng về cái mặt bông của nó.
Và một cái chậu trầm biên vàng như vậy đảm bảo cô chú anh chị có một bồ hoa đẹp luôn. Giá chỉ có 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. Một thân trầm biên vàng cao trên 40 cm ạ. 90.000 cho một giò. Và bên này thì em cũng có những cây thiên nga để cô chú anh chị sưu tầm đấy ạ. Những cây thiên nga hoa cực kỳ là bền chứ không phải là dòng cát tu mạ. Độ bền của dòng thiên nga này phải tầm trên 1 tháng. Và cái mùi hương của nó thì rất là êm dịu, rất là ngọt ngào luôn cái mùi hương của dòng thiên nga này này. Và một cái chậu thiên nga với những giả hành to bự tràng như thế này. Căng mướt cực kỳ là khỏe luôn, đảm bảo cây giống ạ. Giá em bán là 130.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Giả hành rất là bự đẹp luôn ạ. Đảm bảo cây giống rất là khỏe và đẹp, hiện tại đang có những cái mắt mầm và chuẩn bị có những cái mắt mầm và mắt nụ này. Với giá ở đây em có 3 màu sắc, đó là màu đỏ đốm, màu xanh cốm và màu đỏ nâu nhá. Bên này thì em có những cái cây cây thiên nga này nhưng mà cây nó sẽ nhỏ hơn này. Đó, mỗi cây thiên nga như vậy là em chỉ bán có 50.000 thôi ạ. Giả hành cũng rất là đẹp này cô chú anh chị này. Đó, cũng đảm bảo cây giống rất là đẹp và chậu như vậy với giá chỉ có 50.000 thôi ạ. Cũng có 3 màu sắc nhé, đỏ đốm, xanh cốm và đỏ nâu. Sang bên này đây thì rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Những cây hoa Tết rất là xinh. Xin phép được giới thiệu đến từng hình đến cô chú anh chị. Trước tiên sẽ là những cái hình đai châu trước ạ. Hình đai châu thì em có bán hàng cân bên kia cô chú anh chị nhé. Hoặc là muốn lấy đa màu sắc thì lấy những cây châu Thái quá là xinh đẹp ở đây ạ. Về chơi hoa đẹp luôn này. Đấy, những cây châu rừng sai nụ tuyệt vời với giá 300.000. Thì ở đây em có chia theo hình, cô chú anh chị có thể lựa chọn những cây đai châu rừng đang nụ ở đây để về thưởng thức hoa này. Cái hình này em gọi là hình số 1 ạ. Hai cây nhá, hai cây to đẹp đều có nụ hết với giá chỉ 190.000, là một chậu cực kỳ là đẹp, hai cây cực đẹp luôn để thưởng thức hoa Tết ạ. Tiếp theo hình số 2, hai cây rất là to cô chú anh chị này. Hai cây to lắm, em bán với giá là 200.000. Tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này là cũng em có 3 cây nhá. Cả 3 cây này đều đang nhú nụ hết rồi ạ, với giá 230.000, 3 cây to nhá. Tiếp theo số 4, 210.000 ạ. 210.000 cho cái hình số 4 có hai cây to bự. Hình số 5 giá 200.000. 200.000 cho cái hình số 5 này cô chú anh chị này. 3 cây ạ. Và hình tiếp theo số 6 có 160.000 thôi cho 3 cây này. Cho 3 cây này, cây này thì cũng có một cây này có hai cần nụ luôn rồi này. Đấy, cây bé thì chắc là có, cây bé thì em chưa kiểm tra. Đấy, có 3 cây 160. Tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 này cũng, hình này em có 4 cây luôn cô chú anh chị nhá. 4 cây luôn ạ, với giá 230.000. 4 cây 230.000. Và tiếp theo hình số 8, một cây châu siêu to bự chảng luôn. Cây này chắc có tầm 3 cần nụ. Và cây này em xin phép được bán với giá chỉ có 180.000 ạ. À 160.000 chứ. 160.000 cô chú anh chị này. Nụ to đùng luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là hình số 9, là cái cây đai, cây đại chậu đai chậu dáng hương đuôi cáo. Chậu dáng hương đuôi cáo hình số 9 ạ. Mấy chậu thân căng mướt, lá xếp rụt rịt xinh đẹp như vậy với giá 230.000. Chậu này có 6 cây ạ, và chậu số 10 giá 210.000 cho cái chậu này có 45 cây. Sang bên này sẽ là giả Hawaii ạ. Giả Hawaii cũng là dòng hoa nở Tết ạ, cô chú anh chị biết rồi. Trước đây thì mỗi thân Hawaii trên 100.000, cái dòng hàng hoa cực kỳ là thơm. Thì bây giờ hình 11 này với giá có 140.000 thôi cho cả một cái chậu Hawaii như vậy cô chú anh chị nhá. Chỉ cần 1-2 bông nở thôi đã vô cùng thơm rồi cái dòng Hawaii này. Sang bên này đây sẽ là hình số 12 ạ, 140.000. Và hình số 13, thân dài nuột cực kỳ là đẹp luôn. Em bán với giá là 150.000 nhá. Hình số 14, 140.000 ạ. Quá là rẻ luôn cô chú anh chị này. Lan thực sự bây giờ nó quá rẻ luôn. Hình số 15, 150.000. Và hình 16 ạ. 16, 160.000 cho chậu Hawaii này. Một cái thân, chậu này thì có khá là nhiều thân, nhưng trong đó có một thân cực kỳ là đặc biệt. Nó phải dài tầm tầm mét rưỡi cô chú anh chị ạ. Mét rưỡi. Đấy, chậu này 16. Và sang bên này sẽ là những cái chậu, đây là cái chậu gì đây nhỉ? Giả hạc Pháp nhé cô chú anh chị nhé. Giả hạc Pháp bây giờ đã xuống hết lá rồi ạ. Thân căng mướt luôn cô chú anh chị này. Cái giò giả hạc Pháp số 17 này với giá em bán là 150.000 ạ. Và hình số 18 cũng là 150.000 cô chú anh chị nhé. Cái dòng giả hạc Pháp này thì cũng là hoa nở Tết. Và bây giờ cây đã xuống hết lá rồi, về chỗ cô chú anh chị ấm áp chắc chắn là sẽ nhú nụ luôn rồi. Sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ.
Trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì chắc chắn là không cần phải giới thiệu rồi. Trầm rồng đỏ thì rất là nổi tiếng rồi ạ. Một cái chậu trầm rồng đỏ này ạ, trước đây thân vài trăm nghìn ạ. Hiện tại thì hình số 19 này là 4 thân tất cả đây cô chú anh chị. 4 thân một cái chậu trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết đẹp xuất sắc luôn. Nụ và những cái mắt nụ đang bắt đầu là đã hình thành hết rồi. Giá em bán có 120.000 cho chậu trầm rồng đỏ này thôi nhá. Giá cực kỳ là rẻ đúng không ạ? Rất là rẻ luôn. Mà hoa của nó thì cái giá trị, giá hoa của nó so với cái giá trị tiền thì em nghĩ rằng là đây là một cái giá tiền mà nó quá rẻ so với cái giá trị về cái sắc đẹp của cái dòng mặt bông này. Hình tiếp theo sẽ là hình 20 ạ. 20 này hai thân to nù với thân một thân ngắn hơn. Giò này em bán là 110.000 nhá chú anh chị nhá. Và hình số 21 cũng là cái giò thân to bự luôn này ạ. 21 này ạ. 21 là một cái thân cao to mập mạp với vài thân ngắn hơn. Cái giò này em cũng bán với giá là 120.000 này. 4 5 thân ngắn hơn 120.000. Và sang hình tiếp theo ạ. Là hình số, hình này là hình số, hình số 22. Hình số 22 này có 3 thân này, một thân phải dài tầm 70 cm rồi, rất là to ạ. Thêm 2 thân ngắn hơn cũng cao trên 40 cm với chậu này. Em bán với giá cũng là 100, chậu này em bán 130.000. Và sang hình tiếp theo là hình 23 này. Hình 23 này một thân cao vút cũng khoảng tầm 70 cm, thêm 4 thân ngắn hơn cũng rất là nù ở đây. Đây nhá, em sẽ nằm xuống này để cô chú anh chị dễ dàng nhìn quan sát thấy. Với giò này em xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? 130.000 cho giò lan này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 24. 110.000 cho chậu này có 3 ngọn. Bên này đây sẽ là điệp tím của vùng Cao Bằng này. Một cái chậu điệp tím vùng Cao Bằng, những cái thân hoa rất là đẹp luôn đấy ạ. Chậu này chắc chắn là cho cô chú anh chị có một cái giò lan thưởng thức hoa xuân tuyệt vời. Em bán 210.000. Và bên này là hình số 26. Mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng. Cái chậu này em bán với giá là 110.000 nhá. Chậu này có 3 thân nú. Nói chung là điệp tím vùng Cao Bằng trước đây thì cô chú anh chị biết rồi. Mặt bông mà được bất cứ người nào cũng đều muốn sở hữu. Với hoa điệp tím, những cây điệp tím ở vùng núi đá. Lá nhựa dày cộp với bông hoa cánh sáp bóng và môi tuyết rất là đẹp. Đây, cái chậu này cũng là rất nhiều thân nú luôn. Chậu 27. Giá em bán là 130.000 cho giò này nhá. Sau bên này sẽ là những cái chậu kiếm chuẩn mặt bông này, Bình An kiếm ạ. Cái chậu Bình An kiếm, cái chậu này là chậu chậu này em gọi là chậu số 28 và em bán với giá là 300.000. Bên này cũng là Bình An kiếm, chậu này là chậu 29, 30.000 180.000. Và sang bên này đây sẽ là cái chậu chậu này là chậu Taiwan 4 nhá, Taiwan 4 cực kỳ đẹp luôn. Và chậu Taiwan 4 này em xin phép được bán với giá là 330.000. Bên này, chậu tiếp theo sẽ là chậu trắng Hạ Long. Trắng Hạ Long là chậu 32 ạ. 400.000 cho chậu trắng Hạ Long. Xum xuê nhiều thân như vậy. Và sang tiếp theo sẽ là hình 33, 180.000. 180.000 cho chậu vàng cánh chim. Đây là một trong những cái mặt bông. Đây đều là những cái mặt bông kiếm gọi là đẹp nhất trong mặt bông của dòng kiếm Thái đấy ạ. Và trắng Thái Nguyên nhá. Cái chậu trắng Thái Nguyên này với giá em bán là 180.000. Sau bên này đây sẽ là những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Bên này thì em có nấm hương rừng nhá, với giá là 140.000 cho một túi nửa kg. Và măng mầm với giá 200.000 cho một túi 1 kg. Và chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 170.000 cho một túi nửa kg. Và chuối hồi khô 100.000. Và dễ mũ tần với giá 120. Nấm ngọc cẩu với giá 150. Tầm gửi cây chanh em bán 220. Và hoàng tinh em bán 200 nhá. Bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng với giá là 50.000 cho 1 kg. Rớn vụn với giá 40.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây ạ, là em có Atonic là 10.000 cho 1 gói này. Duy xanh 50.000 và dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho 1 lọ, 50.000 cho 1 cặp. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ nhé. Dưỡng chất AB là đâu 85.000 cho 1 lọ chứ. Và bên này đây ạ, bên này đây thì em có Super 2 hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho 1 lọ này. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho 1 lọ. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho 1 lọ. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho 1 lọ. 3 loại phân bón lá, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho 1 lọ này. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho 1 lọ nhé. Thuốc đặc trị côn trùng với giá 90.000 cho 1 lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho 1 lọ. Kim kim bun cũng là đặc trị thối nhũn với giá em bán là 30, 40 cái lọ này là 25.000 cho 1 gói này.
Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 25.000 cho 50.000 cho một lọ nhé. Và Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm hộp này với giá 50.000 à 130.000 ạ. Phân bón trùng quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 và dây buộc lan này chiều dài 100m với giá là 35.000 cho một cuộn. Phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một hộp ạ. 20 túi lọc bên trong. Và bên này sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong trên 2 tháng với giá 35.000 cho một cái túi như vậy. Và sản phẩm này em nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm cực kỳ là hoàn hảo. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không chỉ có phân cung cấp dinh dưỡng một cách rất là tối ưu, bởi vì nó không chỉ có phân trâu, nó còn có cả dịch chuối và đậu tương. Và ngoài ra nó cực kỳ là lành tính, cô chú anh chị thoải mái bón hay là thoải mái trộn với cả giá thể mà không sợ bị ảnh hưởng cây cũng như bị đen đầu rễ, cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là lành tính luôn nên cô chú anh chị yên tâm. Đó, nên là em nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm rất là hoàn hảo để khi cô chú anh chị bón cho cây đấy ạ. Và bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhá, dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000, nó có rất là nhiều những cái sắc tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần rất là tuyệt vời luôn, mà giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát ạ. Hàng này thì đây là cái sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên nên là rất là lành tính đối với sức khỏe nhá. Em vừa giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Em xin phép được dừng clip vào đây.